Bonsa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bonsa Đức Huy đang có mặt ở vườn cây của chú Dần tại Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Và trước mắt quý vị là quý vị nhìn thấy rất rất nhiều cây cảnh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá một vườn cây này có rất nhiều những cây lớn, cây nhỏ. Và chúng ta đang nhìn thấy một cái cây có lẽ là to nhất vườn, một cây xanh Nam Điền dáng trực. Cây này thì cao phải tầm 3 mét, xấp xỉ 3 mét quý vị ạ. Và rất rất nhiều những cây quý. Hôm nay Bonsa Đức Huy sẽ đi chia sẻ cho quý vị những tác phẩm ấn tượng ở vườn của chú Dần. Chú cho chào chú nhé. Chào Bonsa Đức Huy. Vâng ạ. Chú đợt này mùa hè nhưng mà nhìn vườn cây của chú vẫn thưa thoáng nhỉ. Yeah. Chắc chú phải làm liên tục chứ đúng không? Nó thì cây của mình nó là tương đối hoàn thiện cho nên là nó cứ tốt đến đâu mình làm đến đấy. Dạ vâng. Phải làm quanh năm chứ không phải là đợi đến khi hết lắm thì mới làm. Vâng ạ. Cho nên là những cây nó hoàn thiện rồi thì mình phải cứ tốt lên lúc nào là mình làm thôi. Vâng. Chúng ta sẽ đi ngắm cái dàn cây hoàn thiện của chú Dần quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắm một cây xanh dáng trực này. Cây này thì to lắm quý vị nhé. Chú cái cây này có phải cây từ 8 tầng không chú? Cây 8 tầng mà. Quý vị nhìn thấy 8 tầng khủng thế này. Cái vành thân này ước chừng khoảng bao nhiêu chú nhỉ? Vành thân này nó phải xít 300. Xít 300 quý vị ạ. Một cây 8 tầng. Khủng thế này quý vị. Vành thân xít 300. Nhiều lắm, vườn cây này có rất nhiều cây hoàn thiện. Cái này đâu ra đâu vì phải lấy đứng từ xa thì mới lấy được tổng bóng. Và nếu nhắc đến 8 tầng thì chúng ta sẽ đến một cây 8 tầng cổ. Già khủng khiếp quý vị ạ. Cây đang được thả nước. Và thời tiết thì có một chút mưa quý vị ạ. Và trời mưa thì chúng ta chiêm ngưỡng cái tem cây. Và đây là cái câu trả lời cho quý vị về độ tuổi của cây. Rất già quý vị ạ. 8 tầng nguyên bản. Chú đợt này nhìn cây này, cái điểm chùn ra voi và cái độ già, cháu thấy càng ngày càng đanh đỉa hơn quý vị ạ. Đúng là cây thì nó càng ngày nó càng già đi thôi chứ nó mỗi ngày nó đẹp lên một khiếp thật quý vị này. Hay một phần là trời mưa nữa quý vị ạ. Nhìn ấn tượng quá. Một cây 8 tầng cổ nguyên bản. Cây này là bao nhiêu tầng nhỉ chú Dần nhỉ? 7 tầng hả chú? Nguyên bản quý vị nhé. Một cây đẹp quá. Đứng ở góc máy này đẹp lắm chú ạ. Đứng ở đây dọi cho quý vị đẹp lắm. Chú Dần có thể đứng vào cái cạnh cây. Đứng cạnh cây. Không, chú đứng vào đấy. Đấy, cho chú nhìn ở đây cho cháu nào. Chú giơ tay. Chú đứng tiến đằng trước một chút nào. Đấy, rồi chú nhìn đây cho cháu. Chú nhìn đây. Chú nhìn đây cho cháu. Thế, rồi. Đây một cây trực chú đang tạo tác đó. Và cây này thì quý vị nhìn thấy cái độ tuổi cũng rất là cao. Cây có rất nhiều những cái lu và điểm chùn ra voi cũng nổi lên rất nhiều. Cái rễ thì sống trâu hết rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ đi ngắm một số tác phẩm hoàn thiện nữa. Phía trước quý vị là một tác phẩm si. Một cái si hoàn thiện thả nước rồi. Nhưng nhìn cái chậu mà mê quá quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy cái hoa văn. Phải nói người làm cái chậu này
cái kỹ thuật làm rất cao quý vị nhỉ. Bonsai Đa Huy đánh giá rất là cao. Chậu cổ, si cổ. Chúng ta đi ngắm tiếp. Đây lại một cây tán tầng đang được tạo tác nữa. Quý vị ơi, quý vị đến một cây xanh quê. Cây này một cây rất già nhưng chú đang tạo tác lại chú Trần ơi. Đây là mình mới làm thêm đá, nhưng còn chính cống của người ta là người ta ngồi trên sỉ và thả nước. Mình cấy thêm tí đá thì thôi. Mình nhìn thấy cây xanh quê tiềm năng thế nào? Đá đẹp. Cây này xanh quê dáng làng hả chú? Dáng làng. Chất lá cũng đẹp quý vị nhá. Chất này thì đẹp. Chất này thì không khác để làm điền quý vị ạ. Cái lá không khác để làm điền, lá dày. Chất này quê, chất này là đẹp. Chúng ta lại đến với một cây xanh quê nữa. Quý vị hãy chiêm ngưỡng một cây xanh quê hàng cốt chậu. Xanh quê mà một màu đồng hết rồi quý vị ạ. Chảy sĩ. Cái này cái màu da cũng đẹp này. Độ tuổi thì khỏi phải nói rồi. Chúng ta di chuyển tiếp. Chú Dần có thể cho quý vị biết cái số điện thoại của chú không? Số điện thoại của mình là 0984 974 266. Dạ vâng. Đây biển đây Huy quay. À đây được quý vị này. Quý vị nào muốn đến vườn của chú Dần tham quan thì quý vị liên lạc với chú Dần. Và có thể là ưng cây nào thì chú vẫn giao lưu chú nhỉ? Mình giao lưu bình thường mà. Được rồi. Chúng ta đến với cây xanh quê. Số lượng cây hoàn thiện ở trong vườn Bonsai Đa Huy thấy nhiều lắm. Xanh Nam Điền và xen lẫn cả xanh quê. Phía trước quý vị là một cây xanh Nam Điền. Rất già quý vị ạ. Và độ già đây quý vị ơi. Như hóa đá thôi quý vị ạ. Một cây xanh Nam Điền dáng lão. Cao có lẽ là phải cao khoảng 1m3 quý vị ạ. Hoàn thiện rất lâu rồi. Và phía xa xa là một cây Nam Điền cổ. Cốt chậu này quý vị ơi. Những cây này chú Dần để chơi lâu lắm chú Dần nhỉ? Mình sở hữu lắm được hơn 20 năm. Khá lâu rồi quý vị. Trước là này, mua lại thôi. Vâng ạ. Và càng vào sâu này thì chúng ta lại thấy càng nhiều cây đẹp. Chúng ta đến một cây nữa. Tác phẩm này có tên là Lưỡng Long Nhị Sơn. Đây là câu trả lời cho cái độ chất của những tác phẩm của chú. Cái nét già đồng bộ từ rễ lên đến chi rong. Trời mưa thì chúng ta nhìn thấy một màu đồng lên đến chi cảnh. Cái này cũng cao khoảng đâu đó khoảng 1m1 đến 1m2. Toàn đồ chơi thôi. Và tiếp tục quý vị nhé.
Còn đây là xanh quê thả nước quý vị nhé. Nhưng nhìn rất giống Nam Điền, nhìn xa. Và phía trong này cây xanh quê. Đây là xanh quê ghép điền quý vị ạ. Độ tuổi thì khỏi phải nói rồi. Cây đang trong quá trình thao tác. Và chúng ta lại đến với một cây xanh quê. Và cây này thì Bonsai Đô Huy có lẽ là không cần giới thiệu độ già nữa, bởi vì đã quá trắng rồi. Như quét vôi trên cây. Vâng ạ. Trông gần giống lá nhựa chứ nhỉ. Gần giống không phải lá nhựa. Và bác sĩ cũng nhìn thấy một tác phẩm lon bộ. Quý vị ơi, đây là cái tác phẩm lon bộ các cụ chơi từ rất lâu rồi quý vị này. Và những cái cây này thì các chủ cụ trồng từ cái cành lên. Và quý vị cảm nhận theo những cái cây già như thế này. Chú có áng chừng cái non bộ này cái tuổi đời khoảng bao nhiêu năm không chú? Nó mình gọi là áng áng thôi, nhưng mà chắc là phải trên 100 năm, nhưng không phải đùa. Không hiểu, quý vị nhìn thấy này. Con giống ấy, nhìn những con giống cổ điển. À đâu, con đá nó cái màu đá như này nó phải là đơn giản đâu mà. Vâng, vâng. Con giống toàn con giống cổ điển. Đây con trâu đây này. Nhìn tinh mới nhìn thế này. Quý vị nhá, đây là con trâu này, con người này. Úi dồi, những cái đá cái điên này mình trồng nó làm ghê gớm, chẳng qua là tốt lên mình trồng như thế này, cái bộ đá này ghê gớm. Hai ông cụ đánh cờ này. Giống nó nhít đẹp. Một tác phẩm lon bộ. Và cái hoa văn của cái khánh này cũng đặc biệt quý vị này. Chúng ta lại đi khám phá tiếp. Chúng ta sẽ đến với một tác phẩm xanh Nam Điền nữa. Một cây dáng trực hoành. Những cái tác phẩm chú chơi lâu lắm rồi, nên là cây nào cái đấy cũng rất là dài. Và Nam Điền cũng thả nước quý vị nhé. Cái này thì cũng cao khoảng 1m3 đến 1m4 gì đó, tính từ mặt chậu lên. Tiếp tục quý vị này. Những tác phẩm xanh Giáng Long. Và vừa rồi Bonsai Đô Huy đã ấn tượng tác phẩm non bộ rồi. Thì đến với cái tác phẩm này Bonsai Đô Huy còn ấn tượng hơn. Đây cũng là cái tác phẩm non bộ. Và quý vị hình dung là ngày trước những cây xanh rất nhỏ thôi. Nhưng quá trình thời gian thì những cây xanh phát triển. Và quý vị nhìn thấy cái hòn non bộ thì trở nên nhỏ bé so với những cái cây. Đây là chú ấy thân xanh quê đúng không? Đúng rồi, chú ghép Nam Điền. Thân giờ. Bây giờ đây là một cái tác phẩm đặc biệt quý vị ạ. Đẹp lắm quý vị ạ. Cây chậu cũng hết sức đặc biệt. Chú ấy cái này áng chừng từ mặt chậu lên thì khoảng 1 mét chú nhỉ? 1 mét. 1 mét này. Thế và cái chiều dài của cái chậu này dài bao nhiêu chú có? Nó tầm 1,5 mét. Vâng ạ. Bóng tàn thì hiện nay là vượt ra khỏi chậu rồi. 2 mét. Và tác phẩm này đặc biệt lắm quý vị nhé. Đếm thì có lẽ là không đếm được các thân. Nhưng quý vị nhìn thấy đây.
Đây có lẽ là cái tác phẩm mà có 102. Cái này chú đã đi chơi đâu chưa chú? Chưa, cái này chú chú làm là lượt xong rồi chú làm thật đẹp, chú mang đi chơi. Cái này cái, cháu nghĩ là đi chơi ra sân chơi sẽ là cái cây. Con này bây giờ đi chơi tạm rồi. Thì mọi người ấn tượng đấy, đánh giá cao đấy. Bởi vì đây là cái minh chứng của thời gian quý vị ạ. Cái này chúng ta không thể làm mới được. Mà làm mới thì cái nét làm mới thì chúng ta nhận được ngay. Hôm nay đến vườn thì không chỉ một tác phẩm non bộ mà chú có hai tác phẩm non bộ đặc biệt. Vườn chú rất nhiều cây quý vị ạ. Nhưng mà Sara Huy sẽ chia sẻ và chọn lựa cho quý vị những cái cây hoàn thiện, những cái cây đặc sắc ở vườn của chú Dần. Một tác phẩm xanh Nam Điền nữa quý vị này. Quý vị nắm bắt được cái thông tin, chú Dần cho quý vị cái địa chỉ và số điện thoại. Quý vị sẽ sắp xếp nếu có điện điều kiện qua Kiêu Kỵ, Gia Lâm thì ghé qua thăm vườn chú Dần. Và kính thưa quý vị, Bác Sá Đức Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.